sẵn sàng cho lễ khai mạc SEA Games 31. Nhiều phương tiện được cắt giảm thủ tục kiểm định. Cử tri Australia bắt đầu bỏ phiếu sớm. Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi bản tin nhịp sống hôm nay của truyền hình Đài Tiếng Nói Việt Nam VOVTV. Thưa quý vị và các bạn, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Hội Nhà văn Việt Nam, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội đồng đội Trung ương, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam và Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng vừa phối hợp tổ chức lễ tổng kết và trao giải cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 51 tại Hà Nội. Sau 5 vòng chấm, Ban giám khảo quốc gia đã chọn 100 bài vào vòng chung khảo. Em Nguyễn Bình Nguyên, lớp 9A1, trường Trung học cơ sở Nguyễn Tri Phương, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội đã xuất sắc giành giải nhất quốc gia cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 51 2022 tại Việt Nam. Ý tưởng của bức thư khá độc đáo khi hóa thân thành ngọn gió gửi thư cho nghệ sĩ Dương Cầm Đặng Thái Sơn. Ban tổ chức đã dịch bức thư ra tiếng Pháp gửi Liên minh Bưu chính Thế giới UPU tại Thụy Sĩ dự thi quốc tế. Cùng với đó, ban tổ chức cũng trao 3 giải nhì, 5 giải ba, 30 giải khuyến khích, 61 giải cây bút triển vọng, 2 giải dành cho các thí sinh là người khuyết tật. Chủ đề cuộc thi năm nay về biến đổi khí hậu, một vấn đề nóng của toàn cầu. Những bức thư vào chung khảo được đánh giá cao là những bức thư có sự sáng tạo, có cảm xúc riêng biệt, tạo ấn tượng với người đọc. Trung tâm báo chí quốc tế phục vụ SEA Games 31 đặt tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia đường Phạm Hùng, Hà Nội chính thức hoạt động từ chiều ngày 9 tháng 5, chào đón khoảng 3.000 phóng viên trong nước và quốc tế đến tác nghiệp tại đại hội. Trung tâm báo chí, trung tâm truyền hình quốc tế của SEA Games 31 có diện tích 2.000 m² với đầy đủ các phương tiện chức năng đáp ứng tốt nhu cầu tác nghiệp, sản xuất tin, bài của phóng viên trong nước và quốc tế. Theo ban tổ chức, trung tâm báo chí có thể đáp ứng điều kiện và không gian cho 200 phóng viên có thể ngồi tác nghiệp, viết bài cùng một lúc. Thưa quý vị, SEA Games 31, Đại hội Thể thao Đông Nam Á diễn ra tại Việt Nam đang tới rất gần. Một trong những chương trình được người dân và bạn bè quốc tế quan tâm cùng với nội dung 40 môn thi đấu là lễ khai mạc SEA Games 31 được tổ chức tại Sân Vận động Quốc gia Mỹ Đình. Và thời điểm này, song song với việc gấp rút hoàn thiện những công đoạn chuẩn bị cuối cùng, Ban chỉ đạo quốc gia và Ban tổ chức SEA Games 31 cũng tiến hành kiểm tra, tổng duyệt toàn bộ chương trình, kết nối tổng thể tất cả các khâu trước khi lễ khai mạc SEA Games 31 chính thức diễn ra vào tối ngày 12 tháng 5 với sự tham gia của đại diện các đoàn thể thao 11 nước trong khu vực Đông Nam Á. Màn múa với hình tượng cây tre, biểu tượng cho sự đoàn kết, bền bỉ, kiên cường của con người Việt Nam là một trong 4 màn múa thể hiện khí phách, hồn cốt dân tộc Việt Nam đang được các diễn viên nỗ lực tập dượt chuẩn bị cho chương trình khai mạc SEA Games. Với 3 chương Việt Nam thân thiện, Đông Nam Á mạnh mẽ và Đông Nam Á tỏa sáng, đặc trưng văn hóa Việt Nam và các nước tham dự SEA Games 31 được thể hiện đặc sắc, ấn tượng và sinh động thông qua các màn múa với những hình tượng điển hình như lúa, hoa sen, áo dài và nón lá. Được biết, lễ khai mạc SEA Games 31 không tách biệt hai phần lễ và hội mà được kết hợp hòa quyện thành một màn tổng thể nhưng vẫn đảm bảo được kết cấu chính của một đêm khai mạc đại hội lớn tầm cỡ. Các cái máy chiếu hay các cái hệ thống âm thanh ánh sáng lại phối hợp với con người, đấy là một cái điều vô cùng khó. Và ở đấy lại còn âm nhạc và các hạng mục khác nữa, rồi MC như thế nào, rồi dịch như thế nào, rồi cái cách kết nối của ra vào như thế nào. Với một cái sân vận động như thế này, những cái điều chúng ta tính toán ấy, thì ở thực tế nó sẽ phải điều chỉnh rất nhiều. Còn rất nhiều cái hạng mục mà còn phải xử lý tiếp. Nhưng mà về cơ bản thì tập luyện cũng như là những cái hình khối thì đã ra rồi. Và tôi hy vọng rằng tất cả những cái mối nối, tất cả mọi thứ được thuận lợi và ăn ý, mọi việc sẽ đạt được một cái kết quả tốt. Tạo thêm hiệu ứng cho các tiết mục nghệ thuật là sự hỗ trợ mạnh mẽ của công nghệ trình chiếu hình ảnh đồ họa, công nghệ thực tế ảo tăng cường, công nghệ thực tế mở rộng. Những công nghệ đã được sử dụng tại nhiều kỳ đại hội thể thao lớn trên thế giới này sẽ tạo điểm nhấn làm tăng thêm ấn tượng cho buổi lễ khai mạc. Năm nay nó sẽ có những cái chương trình khai mạc nó sẽ hoành tráng tốt hơn năm 2003 rất nhiều.
những cái màn ánh sáng laser hoặc là các cái tiết mục về biểu diễn văn nghệ hoặc là biểu diễn về cái của các cái diễn viên ấy, thì tôi nghĩ rằng rất là hoành tráng. Cái quan trọng nhất lúc này thì nó là do thời tiết. Nếu thời tiết mà tốt đẹp thì cái cuộc diễn ra nó sẽ suôn sẻ. Nếu mà nó không có mưa gió gì cả thì đây là một cái tôi nghĩ rằng là một cái đêm tổ chức khai mạc diễn ra sẽ rất là hoành tráng và tốt quy mô. 120 phút khai mạc sẽ là chương trình nghệ thuật ấn tượng, đặc sắc, thể hiện một Việt Nam thân thiện, đoàn kết, bản lĩnh và trí tuệ. SEA Games 31 sẽ mang đến cho khán giả trong nước, bạn bè quốc tế những hình ảnh đẹp về văn hóa, truyền thống con người Việt Nam, đồng thời lan tỏa tinh thần, truyền tải thông điệp của SEA Games 31 vì một Đông Nam Á mạnh mẽ hơn. Chuyển sang những thông tin khác, Bộ Y tế vừa chỉ đạo Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tăng cường giám sát trường hợp viêm gan cấp tính không rõ nguyên nhân. Theo đó, Bộ Y tế đề nghị Giám đốc các Sở Y tế tập trung chỉ đạo một số nội dung như tăng cường lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp nghi ngờ viêm gan cấp tính không rõ nguyên nhân tại các cơ sở y tế để xác định căn nguyên, tăng cường triển khai bao phủ tiêm vaccine viêm gan B cho trẻ em trong độ tuổi tiêm chủng tại các cơ sở y tế đạt tỷ lệ đề ra và đảm bảo an toàn, không để tồn tại các khu vực có tỷ lệ tiêm chủng vaccine viêm gan B cho trẻ em đạt thấp, đặc biệt đối với trẻ sơ sinh, thực hiện tốt việc khám, sàng lọc, phát hiện sớm các trường hợp nhiễm virus viêm gan để điều trị, quản lý kịp thời để hạn chế biến chứng, tổ chức các hoạt động cao điểm hưởng ứng Ngày Phòng chống viêm gan Thế giới 28 tháng 7 hàng năm và đưa hoạt động này thành hoạt động thường niên của địa phương. Liên quan đến vụ thuốc điều trị COVID-19 giả do Hải quan Thụy Sĩ phát hiện, trên nhãn có ghi thuốc được sản xuất tại thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương, Việt Nam. Cơ quan chức năng tỉnh Bình Dương cho biết không tìm thấy địa chỉ này tại địa phương. Cụ thể, theo Sở Y tế Bình Dương, ngay sau khi nhận thông tin từ Cục Quản lý Dược Bộ Y tế, Sở Y tế đã thành lập đoàn kiểm tra gồm cán bộ phòng nghiệp vụ dược, trung tâm kiểm nghiệm và công an tỉnh Bình Dương. Qua xác minh thực tế, đoàn thanh tra không tìm thấy địa chỉ trên văn bản Cục Quản lý Dược thông báo. Hiện vụ việc đã được báo cho cơ quan công an tiếp tục điều tra. Trước đó, ngày 5 tháng 5, phía Hải quan Thụy Sĩ phát hiện thuốc giả Monopilavir 400mg, dạng bào chế nang cứng, quy cách đóng gói lọ 20 viên, trên nhãn có ghi thông tin thuốc được sản xuất tại một địa chỉ ở thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương. Theo dự thảo thông tư sửa đổi bổ sung quy định danh mục sản phẩm hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Giao thông Vận tải đã được lấy ý kiến, có tổng số 50 loại phương tiện, thiết bị sản phẩm công nghiệp trong lĩnh vực giao thông vận tải được cắt giảm hoặc đơn giản hóa thủ tục kiểm tra chứng nhận đăng kiểm. Trong đó, xe máy điện và xe đạp máy được đưa ra khỏi danh mục sản phẩm hàng hóa phải chứng nhận chất lượng trước khi thông quan đối với nhập khẩu hoặc trước khi đưa ra thị trường đối với sản xuất lắp ráp trong nước. Ngày 9 tháng 5 năm 2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kiên Giang đã ra quyết định tạm giữ hình sự Nguyễn Phạm Tuân, 37 tuổi, ngụ phường Bình San, thành phố Hà Tiên và 10 đối tượng khác về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc ăn tiền xảy ra vào tối ngày 7 tháng 5 năm 2022 tại thành phố Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang. Theo đó, vào khoảng 20 giờ ngày 7 tháng 5, hơn chục đối tượng đang tụ tập tại căn nhà số 39 Mạc Thiên Tích, khu phố 3, phường Bình San, thành phố Hà Tiên, đang tham gia đánh bạc bằng hình thức bài binh 6 lá, ăn tiền, thì bị lực lượng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Kiên Giang phối hợp với Công an thành phố Hà Tiên bắt quả tang. Nghe truy hô có công an, một số đối tượng đã nhanh chân tẩu thoát. Tuy nhiên, tại hiện trường, công an đã bắt giữ được 17 người, trong đó có 11 người là phụ nữ, tạm giữ số tiền trên 300 triệu đồng, 17 bộ bài tây và một số tang vật khác có liên quan. Tại cơ quan công an, bước đầu các đối tượng khai nhận hàng ngày thường đến tụ điểm đánh bạc trên để ăn thua với nhau, mỗi ván từ vài trăm ngàn cho tới vài triệu đồng. Hiện vụ việc đang được cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kiên Giang tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật. Chuyển sang phần tin quốc tế với những thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, ngày bầu cử Quốc hội Australia chính thức được bắt đầu từ ngày 21 tháng 5 tới. Sau từ ngày hôm qua, các cử tri có thể đi bỏ phiếu sớm tại một số địa điểm bầu cử. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Australia thông tin. Hơn 500 địa điểm bỏ phiếu sớm được mở cửa tại Australia để đón các cử tri đi bỏ phiếu sớm. Cuộc bầu cử tại Australia diễn ra trong bối cảnh cuộc sống của người dân đang chịu nhiều ảnh hưởng từ việc lạm phát tăng khiến giá cả sinh hoạt leo thang.
Không chỉ vậy, thiên tai liên tiếp diễn ra tại Australia như hạn hán, cháy rừng, lụt lội đã làm ảnh hưởng tới cuộc sống của rất nhiều người dân, khiến cho nhiều người, đặc biệt là tầng lớp trẻ tuổi, rất quan tâm tới chủ đề biến đổi khí hậu. Tôi hy vọng và mong muốn có sự thay đổi. Tôi mong muốn sẽ có một đất nước Australia tốt hơn cho tất cả mọi người. Và tôi mong muốn các doanh nghiệp ngày càng phát triển, đóng góp nhiều hơn cho Australia và cho việc bảo vệ môi trường. Cử tri Australia đi bỏ phiếu sớm trong bối cảnh các cuộc thăm dò tiến hành tại nước này cho thấy công đảng đối lập đang chiếm ưu thế với 54% người ủng hộ, trong khi tỷ lệ ủng hộ dành cho đảng tự do của đương kim thủ tướng Scott Morrison chỉ là 46%. Vào lúc này chưa thể rõ bao nhiêu cử tri Australia sẽ đi bỏ phiếu sớm. Song nếu mọi thứ diễn ra giống như cuộc bầu cử lần trước vào năm 2019, khi có tới 40% cử tri đi bỏ phiếu sớm, thì các đảng phái chính trị tại Australia rất lo ngại. Bởi vào thời điểm này, nhiều cử tri có lẽ chưa hiểu hết về các chính sách của các đảng phái. Khi cuộc vận động tranh cử vẫn còn 2 tuần nữa, và hai nhà lãnh đạo hai đảng phái lớn nhất tại Australia là Đảng Tự Do và Công đảng Đối lập sẽ có cuộc tranh luận cuối cùng vào ngày thứ tư tới. Việt Nga, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam, từ Sydney, Australia. Bộ Y tế Indonesia ngày hôm qua thông báo đã ghi nhận 15 trường hợp nghi mắc bệnh viêm gan cấp tính chưa rõ nguyên nhân kể từ khi tiến hành cuộc điều tra về căn bệnh này. Tuy nhiên, giới chức Indonesia không nêu rõ các ca mắc này đều là trẻ em hay không, cũng như không nêu phương pháp điều trị đang được áp dụng cho những bệnh nhân này. Trước đó, Bộ Y tế Indonesia đã công bố 4 trẻ em nghi mắc bệnh viêm gan không rõ nguyên nhân đã tử vong. Đây đều là những trường hợp đã được tiêm vaccine phòng bệnh viêm gan. Theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO, những tuần gần đây đã ghi nhận khoảng 300 trẻ tại 20 quốc gia mắc bệnh viêm gan không rõ nguyên nhân, hầu hết là trẻ dưới 10 tuổi, nhiều trẻ dưới 5 tuổi, không em nào có bệnh nền. Đơn vị điều hành tàu Kazu-1 bị chìm ngoài khơi bán đảo Shiretoko của Nhật Bản hôm ngày 23 tháng 4 vừa qua cho biết, mỗi nạn nhân trong vụ tai nạn sẽ được bồi thường lên tới 100 triệu yên, tương đương với khoảng 765.000 đô la Mỹ. Bên cạnh đó, thì công tác tìm kiếm các nạn nhân còn mất tích vẫn đang được triển khai. Theo nhật báo Asahi Shimbun, tờ báo hàng đầu của Nhật Bản, lực lượng cứu hộ nước này ngày hôm qua lần đầu tiên triển khai tàu lặn không người lái, phục vụ công tác tìm kiếm các nạn nhân còn mất tích, 2 tuần sau thảm họa chìm tàu ở ngoài khơi phía đông Hokkaido. Phương tiện hoạt động dưới nước này được trang bị camera và đèn thăm dò công suất lớn. Trước đó, cảnh sát Hokkaido đã sử dụng camera quay được một số cảnh giới hạn bên trong tàu vào ngày 3 tháng 5, song không phát hiện thấy dấu hiệu có người bị mắc kẹt trong tàu. Tính tới ngày hôm qua, 14 thi thể đã được trục vớt, hiện vẫn còn 12 người khác vẫn đang mất tích. Chuyển sang các thông tin thời tiết. Thưa quý vị, từ nay đến ngày mai, ở Bắc Bộ có mưa rào và dông. Cục bộ có mưa vừa mưa to, với lượng mưa trong khoảng là từ 30 đến 60mm trong vòng 24 giờ, có nơi còn trên 100mm. Từ đêm mai thì mưa dông ở khu vực Bắc Bộ có khả năng gia tăng. Và sau đây sẽ là những thông tin thời tiết chi tiết cho các vùng trên cả nước. Dự báo thời tiết chiều và đêm ngày 10 tháng 5 năm 2022, phía Đông Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, mưa dông tập trung vào chiều và đêm, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Phía Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực Tây Nguyên, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 20 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ. Khu vực Nam Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Thành phố Hồ Chí Minh, đêm không mưa, ngày nắng, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ. Thủ đô Hà Nội có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ.